chào các Witch Trender, lại là Linh đây và rất vui khi được gặp lại mọi người trong video mới. Không biết mọi người như thế nào và không biết có bao giờ mọi người đã băn khoăn là mọi người đã rửa mặt rất là sạch, thậm chí là rửa mặt hai bước liền, cũng như là hoàn thành rất là đầy đủ những cái bước chăm sóc da, thậm chí là sử dụng những cái sản phẩm để trị mụn, nhưng mà không hiểu tại sao mụn cũng không thuyên giảm hẳn, cũng như đặc biệt là mụn mọc đi mọc lại ở một chỗ chưa, bởi vì có thể là do mọi người chưa sử dụng các sản phẩm tẩy da chết bao giờ, hoặc là chưa sử dụng đúng cách, cũng như là đúng loại tẩy da chết vào đúng thời điểm thích hợp. Vậy nên là trong video ngày hôm nay thì Linh cũng rất là vui vì mình có thể chia sẻ với cả mọi người hai cái phương pháp tẩy da chết mà Linh đã tự áp dụng cho bản thân trong quá trình mà da của mình bị mụn hồi trước. Vậy nên là nếu như mọi người quan tâm tới các chủ đề của video ngày hôm nay thì hãy tiếp tục bắt đầu xem video cùng với cả Linh và Witch Trend nhé. Đầu tiên thì đó chính là phương pháp tẩy da chết vật lý. Cái phương pháp tẩy da chết này thì rất là dễ để có thể nhận biết, sử dụng những cái loại dạng chổi hay là những cái dạng mút bọt biển này để tẩy cũng như là loại bỏ những cái lớp da chết hoặc là bụi bẩn ở trên bề mặt da. Và các nguyên liệu cũng như là thành phần tự nhiên phù hợp để sử dụng làm tẩy da chết vật lý thì Linh cũng rất là thích, ví dụ như là bột yến mạch này, hay là cám gạo, hay là bột của quả trà là, với cả mức giá rất là rẻ cũng như là rất là dễ để tìm. Nhưng mà đối với cả những cái phương pháp tẩy da chết vật lý như thế này thì Linh chỉ có một lời khuyên duy nhất với cả mọi người, đó chính là mọi người chỉ nên sử dụng ở mức độ hợp lý thôi, đặc biệt là khi sử dụng với cả những cái dụng cụ tẩy da chết, ví dụ như là chổi này cũng như là mút bọt biển chẳng hạn. Bởi vì nếu như mọi người sử dụng lực tay quá mạnh chẳng hạn, đặc biệt là đối với chổi, thì nó cũng sẽ gây tổn hại tới bề mặt da của mọi người. Thậm chí những cái sản phẩm nguyên liệu ví dụ như là đường thì đường nhiều khi có những cái hạt mà nó không được hoàn toàn là mịn, cũng như là nó khá là sắc cạnh ấy, nếu như mọi người sử dụng quá là nhiều hơn 1 cho tới 2 lần một tuần và mọi người sử dụng lực tay quá mạnh thì nó cũng sẽ gây trà sát hoặc là làm tổn hại cái bề mặt da của mọi người. Có một thời gian trước khi mà Linh bị mụn rất là nặng và da của mình cực kỳ nhạy cảm bởi vì mụn bị khắp mọi nơi và có rất là nhiều những cái nốt mụn mà nó chưa được lành hẳn ấy. Vì thế nên Linh mới quyết định đi ra ngoài siêu thị mua một hộp bột yến mạch về, và thực sự thì rất là dễ để tìm mua, mọi người có thể tìm mua bất cứ một cái siêu thị nào và giá của nó thì cũng không quá là đắt. Và trong thời gian đấy thì Linh mỗi lần dùng ấy, Linh dùng bột yến mạch như là một dạng sữa rửa mặt dịu nhẹ, đồng thời như là một cái loại tẩy da chết vật lý tự nhiên. Mỗi một lần dùng thì Linh chỉ cần cầm một nhúm bỏ lên tay, sau đấy là mình sẽ nhỏ nước vào hòa chung, sau đấy là mình sẽ trà sát thật là nhẹ nhàng ở trên mặt thôi. Và thực sự thì sau khi mà sử dụng bột yến mạch xong thì Linh cảm thấy da của Linh nó rất là mướt, rất là thích và không hề bị kích ứng một chút nào cả. Sử dụng những cái sản phẩm tẩy da chết vật lý từ thiên nhiên, ví dụ như là bột yến mạch hay là cám gạo, nhiều khi tự làm cũng không chuẩn cho lắm, hoặc là nó thực sự rất là vừa, đôi khi là rất là khó để mọi người có thể mang đi du lịch được. Thế nên là nếu như mọi người muốn mua những cái loại có sẵn thì mọi người có thể tham khảo ví dụ như là I'm From Rice Mask chẳng hạn. Cái sản phẩm này thì nó có thành phần từ hạt gạo cũng như là bột gạo đã được tinh chế, rất là phù hợp để mọi người có thể sử dụng sẵn ngay và luôn, rất là dễ dàng. Ngoài cái khả năng tẩy da chết cũng như là làm sạch cái phần da chết hoặc là các chất bẩn ở trên bề mặt da, da nguyên liệu như là hạt gạo cũng như là bột cám gạo chẳng hạn thì nó thường có thể giúp cho làn da của mọi người trắng sáng hơn, cũng như là nhìn nó đồng đều màu sắc hơn. Tẩy da chết vật lý đúng cách sẽ giúp làm tăng khả năng tái tạo cho da, cũng như là làn da của mọi người khi sờ lên sẽ thấy láng mịn, sẽ thấy thích hơn rất là nhiều. Mặc dù vậy thì cái phương pháp tẩy da chết vật lý này thì nó chỉ có tác dụng nhất thời thôi, tức là mọi người chỉ thấy được tác dụng của nó ngay sau khi mà mọi người sử dụng sản phẩm, và nó cũng chỉ có tác dụng ở trên bề mặt da của mọi người và nó cũng không có tác dụng quá là lâu dài và không thể nào mà tẩy da chết sâu vào được bên trong da của mọi người. Và bọn mình sẽ chuyển sang phương pháp thứ hai, đó chính là phương pháp tẩy da chết hóa học. Trong phương pháp tẩy da chết hóa học thì có hai loại chủ yếu, đó chính là AHA và BHA. AHA thì là viết tắt của alpha hydroxy acid. Mọi người sẽ nhìn thấy trong các thành phần ví dụ như là lactic acid này hoặc là glycolic acid. Còn đối với cả BHA thì sao? BHA thì là viết tắt của beta hydroxy acid, và mọi người sẽ thường thấy trong các nguyên liệu ví dụ như là salicylic acid chẳng hạn.
Đối với cái AHA thì nó sẽ có tác dụng ở trên bề mặt da của mọi người thôi, tương tự với cả sản phẩm phương pháp tẩy da chết vật lý vậy, nhưng mà nó có tác dụng mạnh hơn cũng như là có hiệu quả nhanh hơn là các phương pháp tẩy da chết vật lý. Còn đối với cả BHA thì nó có tác dụng ở trên bề mặt, thậm chí là xuống sâu trong cả lỗ chân lông của mọi người nữa. Chính vì vậy nên là BHA thì nó sẽ có tác dụng tẩy da chết sâu hơn cũng như là mạnh nhất so với cả AHA và các phương pháp tẩy da chết vật lý. Mặc dù vậy thì đối với cả những bạn mà chưa từng bao giờ sử dụng tới các phương pháp tẩy da chết hóa học, cũng như là da của mọi người không thể nào mà chịu được những cái thành phần có chứa BHA chẳng hạn, thì mọi người sẽ rất là dễ bị đẩy mụn hoặc là bị nhiều mụn hơn, hoặc là không thể nào mà hết mụn được bởi vì đơn giản là da của mọi người không hợp với cả cái chất đó. Vậy nên là đối với cả những bạn mà mới bắt đầu khám phá cũng như là muốn bắt đầu sử dụng những cái sản phẩm tẩy da chết hóa học thì Linh luôn luôn khuyên mọi người hãy thử bắt đầu trước với cả những cái sản phẩm AHA đã, bởi vì AHA thì nó sẽ có tác dụng ở trên bề mặt da của mọi người, nhưng mà nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn và nó có tác dụng dài hơi hơn là phương pháp tẩy da chết vật lý, đúng không? Và ngoài các thành phần AHA ví dụ như là glycolic acid hay là lactic acid thì còn có cả mandelic acid nữa. Mandelic acid thì cũng là một dạng AHA nhưng mà cái cấu trúc phân tử của nó khá là to, thế nên là nó không thể nào mà thẩm thấu sâu được vào bên trong da. Và mandelic acid cũng là một cái dạng AHA nhẹ nhất trong tất cả những cái dạng AHA mà Linh vừa mới nhắc với cả mọi người, thế nên nó sẽ rất phù hợp cho những bạn dạng beginners mới bắt đầu sử dụng, hoặc là đặc biệt phù hợp với cả những bạn thuộc làn da nhạy cảm nữa. Nếu như mọi người không quên thì Linh đã từng nhắc tới mandelic acid trong khá là nhiều tập trước với cái sản phẩm By Witch Trend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nó rất là phù hợp với cả làn da nhạy cảm và nó có tác dụng làm mới da của mọi người, làm đồng đều màu da cũng như là thúc đẩy các quá trình thẩm thấu sâu hơn cho các sản phẩm phía sau này. Và nó đặc biệt phù hợp với cả những bạn có làn da mụn như là Linh, bởi vì nó sẽ kháng khuẩn cũng như là ngăn ngừa mụn rất là tốt. Ngoài ra cuối cùng trong tẩy da chết hóa học thì có một dạng, đó chính là từ enzyme hoa quả tự nhiên. Và một trong những cái enzyme hoa quả tự nhiên mà mọi người có thể nghe thành phần tới khá là nhiều đó chính là papain. Nó là chiết xuất từ nhựa của quả đu đủ và đây là một cái dạng enzyme có tác dụng tẩy da chết hoàn toàn từ tự nhiên 100%. Papain có thể tách liên kết giữa các protein ở lớp sừng để nhanh được việc loại bỏ tế bào da chết, giúp cải thiện bề mặt da cũng như là cấu trúc da và giúp làm sáng màu da mịn màng và săn chắc hơn. Có một sản phẩm mới tanh của By Witch Trend mà Linh đã từng nhắc trong những video lần trước, đó chính là By Witch Trend Green Tea and Enzyme Face Wash, là một trong những cái sản phẩm mà ngoài các nguyên liệu ví dụ như là chất xuất từ lá trà xanh ra thì nó còn là sự kết hợp của papain mà Linh vừa mới nhắc tới, đó chính là một cái dạng enzyme tẩy da chết hóa học cộng với cả baking soda, giúp cho mọi người có được một cái loại rửa mặt face wash rất là tự nhiên nhưng mà có tác dụng tẩy da chết nhẹ nhàng ở trên bề mặt da. Với phương pháp tẩy da chết hóa học thì đối với cả những bạn mới bắt đầu, Linh khuyên mọi người nên bắt đầu sử dụng từ 1 cho tới 2 lần một tuần thôi. Đơn giản là để mọi người có thể theo dõi làn da của mọi người xem là có phù hợp với cả nguyên liệu hay thành phần hóa học đấy không, xem là da của mọi người có những cái biểu hiện kích ứng gì hay không để dừng lại kịp thời, bởi vì không phải ai cũng sẽ phù hợp với các sản phẩm tẩy da chết hóa học đâu. Nếu như một khi da của mọi người đã quen dần rồi cũng như là da của mọi người khỏe lên thì mọi người có thể tăng tần suất sử dụng lên từ 3 cho tới 4 tuần một lần với cả các sản phẩm tẩy da chết hóa học giống như là da của Linh. Mà dù vậy thì cái gì nhiều quá cũng không tốt, thế nên Linh không khuyên mọi người sử dụng nhiều hơn 4 lần một tuần đâu. Và đặc biệt nếu như mọi người đã sử dụng tẩy da chết vật lý rồi thì trong ngày hôm đấy đừng nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học nữa. Đầu tuần thì mọi người sử dụng tẩy da chết vật lý một lần và đến giữa tuần thì mọi người sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học một lần chẳng hạn, hoặc là đổi lại cho nhau tùy theo cái khả năng cũng như là tùy theo cảm nhận da của mọi người. Và hai phương pháp vừa rồi thì cũng là hai phương pháp tẩy da chết mà Linh muốn chia sẻ với cả mọi người trong video ngày hôm nay. Linh mong là mọi người sẽ có những cái thông tin bổ ích giúp cho mọi người có thể áp dụng được những cái phương pháp tẩy da chết hóa học một cách đúng cách hơn, phù hợp hơn với cả da của mọi người nhé. Và nếu như mọi người thích video ngày hôm nay thì đừng quên nhấn like cho video và đừng quên subscribe cho kênh Witch Trend TV để bọn mình có thể hẹn gặp lại nhau trong những tập tiếp theo trên kênh này nhé. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên kênh Witch Trend. Bye bye.